Những chiếc Haval H6 được chuyển về showroom mới của hãng tại Cổ Linh, Hà Nội. Đây là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt của mẫu xe này trong tương lai không còn xa. Trước đó, phía đại lý cho biết Haval H6 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Giá bán dự kiến của xe lên tới gần 1 tỷ mốt khá chát và phía đại lý hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này. Những hình ảnh đăng tải tiết lộ Haval H6 có 4 phối màu khi vào thị trường Việt Nam, bao gồm xanh, đỏ, trắng và đen phần ngoại thất không có điểm gì khác biệt so với những gì được công bố trước đó. Xe nổi bật với phần lưới tản nhiệt hình sao rơi, nối liền và mở rộng về hai phía. Phần đầu xe được bố trí cụm đèn pha LED Osram kiểu ma trận. Phía sau của H6 được trang bị cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D hình cầu mây nằm ngang. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 19 in. Nội thất xe chưa được hé lộ. Nếu full option như bản hybrid đang bán tại một số thị trường nước ngoài, như Úc hay Thái Lan, Havan H6 tại Việt Nam sẽ có nhiều trang bị hiện đại đáng chờ đợi, như màn hình điện tử lớn 10 in sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 12 in, H, đèn viền nội thất, điều hòa tự động, núm xoay chuyển số, phanh điện tử và cửa sổ trời lớn. Trước đó, theo thông tin từ tờ Nikkei Asia, phiên bản Havan H6 được phân phối là Hybrid, được nhập khẩu từ Thái Lan. Phía đại lý cũng cho biết chỉ có một phiên bản Hybrid được bán tại Việt Nam. Cấu hình Hybrid của H6 bán tại Việt Nam nhiều khả năng là máy xăng 1.5 lít kết hợp motor điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô men xoắn 530 Nm. Theo công bố của hãng, bản này chỉ tiêu thụ xăng trung bình khoảng 5 lít 2 cho 100 km. Nhìn vào loạt hình ảnh xe mới về đại lý với radar và camera phía trước kính lái, có thể dự đoán Havan H6 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động, như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữa làn đường, ga tự động thích ứng. Nếu giá thực tế giống giá dự kiến, Havan H6HEV sẽ ngang Hyundai Santa Fe giá từ 1 tỷ lẻ 55 triệu và Kia Sorento giá từ 1 tỷ lẻ 69 triệu sử dụng động cơ xăng dầu truyền thống. Nhưng nếu so với phiên bản Santa Fe Hybrid giá 1 tỷ 450 triệu và Kia Sorento Hybrid giá từ 1 tỷ 304 triệu thì Havan H6HEV lại thấy rẻ hơn đáng kể.